Thế về nội dung của cái bài hôm nay thì chúng ta có thể chia làm hai cái phần lớn. Thứ nhất là các cái kỹ thuật tiến bộ trong thăm khám hình ảnh hệ thần kinh, và sau đó là những cái cập nhật trong chẩn đoán và điều trị các cái bệnh lý, hai cái bệnh lý đột quỵ rất là nặng, đó là thiếu máu não và chảy máu não. Thế thì về cái phần đầu tiên, tức là các cái kỹ thuật tiến bộ trong khám hình ảnh thần kinh, thì như chúng ta đã biết thì hiện tại thì không chỉ ở Bạch Mai mà các cái bệnh viện vệ tinh và các cái tỉnh thành khu vực phía Bắc thì chúng ta đã có cái hệ thống máy rất là hiện đại. Tức là hiện tại chúng ta không chỉ có cái thế hệ máy ở đời cắt lớp vi tính đời thứ tư, tức là cắt lớp vi tính đa dãy, rất nhiều dãy, có những bệnh viện đã trang bị đến 256 hay 512 dãy, và chúng ta còn có những cái máy mà gọi là hai mức năng lượng để phục vụ cho chẩn đoán. Thì những cái phần mà kỹ thuật cao của cắt lớp vi tính này thì chúng tôi sẽ đưa ra cái phần ở phía sau, tại vì chúng ta biết là cắt lớp vi tính thì ứng dụng chính là trong các cái kỹ thuật ở thần kinh, ở trong đột quỵ. Thế thì ở cái phần đầu thì chúng tôi sẽ nói chủ yếu về các cái kỹ thuật nâng cao trong chẩn đoán hình ảnh mà sử dụng các cái kỹ thuật trong cộng hưởng từ, mà chúng tôi cũng biết là gần đây thì các cái bệnh viện thì có rất là nhiều những cái máy từ lực với cái độ phân giải không gian rất là tốt, từ 1.5 cho đến 3 Tesla. Thì cộng hưởng từ thì so với các lớp vi tính thì ưu thế rất là lớn, đó là ngoài cái việc mà bệnh nhân không phải chịu cái tia X thì và tương đối và rất là an toàn, thì giúp cho đánh giá về cái rất là tốt, trong đó là đánh giá về hình ảnh giải phẫu với độ phân giải rất là cao. Với trong hình ảnh cộng hưởng từ thì thông thường chúng ta có một số những cái kỹ thuật hiện đại mà chúng ta đã biết từ rất là lâu rồi, và không biết là các anh chị đã có thể áp dụng được chưa. Một số kỹ thuật chúng ta có thể biết đến đó là cộng hưởng từ chức năng, cộng hưởng từ khuếch tán của sợi trục, chúng ta vẫn gọi là DTI đấy, cộng hưởng từ phổ, hay là cộng hưởng từ tưới máu. Thế thì tôi sẽ xin phép giới thiệu một cách sơ qua từng cái kỹ thuật. Thì đầu tiên là vai trò lớn nhất của cộng hưởng từ khi mà chúng ta rất hay áp dụng, đó là khi mà chúng ta sàng lọc chẩn đoán các cái bệnh lý về mặt thần kinh. Tại vì là những hình ảnh cộng hưởng từ ở đây chúng ta thấy là có cái hình ảnh giải phẫu với cái độ phân giải rất là cao, và các anh chị có thể nhìn rõ các cái chi tiết cũng như nhìn rõ các cái phân vùng giải phẫu, chất trắng, chất xám, và cái này cái ưu thế rất là lớn so với các lớp vi tính. Các lớp vi tính thì chúng ta biết là cái ưu thế chính của nó là chẩn đoán chảy máu và chấn thương. Đấy, thế thì với cộng hưởng từ, thế thì cái vai trò đầu tiên trong cái kỹ thuật cao đó là người ta dựng cái bản đồ cộng hưởng từ chức năng. Cộng hưởng từ chức năng thì là một kỹ thuật chụp cộng hưởng từ không xâm nhập, và mục đích là vẽ được cái bản đồ giải phẫu nhưng lại về mặt chức năng của não, tức là mặt cảm xúc, về mặt vận động, mặt cảm giác. Đấy, những cái đấy thì người ta vẽ lên các cái phân vùng chức năng của các cái khu vực trên cái bản đồ giải phẫu của não, và nó sẽ nhằm mục đích là hình ảnh hóa các cái của vỏ não tham gia vào các cái nhiệm vụ chức năng đặc hiệu cụ thể. Và chúng ta muốn đánh giá nhiệm vụ chức năng đặc hiệu nào thì chúng ta sẽ có những cái quy trình chụp cụ thể cho từng nhiệm vụ chức năng như vậy. Thế thì đây là nguyên lý của cộng từ chức năng dựa trên nguyên lý gọi là coupling best. Và khi mà đánh giá cộng từ chức năng thì chúng ta phải sử dụng điện não cũng như là những cái sinh lý học của mạch máu não, và các cái hoạt động thần kinh thì được đánh giá một cách gián tiếp thông qua cái sự thay đổi huyết động, thông qua cái sự chuyển hóa của các cái sản phẩm từ oxy hemoglobin chuyển sang là deoxy hemoglobin. Và đây là các cái thay đổi của cái hoạt động của vỏ não. Ví dụ khi mà chúng ta muốn đánh giá một chức năng nào đó thì như vậy là cái hoạt động của vỏ não nó sẽ bị kích thích, và như vậy là cái vùng chức năng mà chịu sự tác động của chúng ta mà chúng ta đang cần thăm khám ấy, thì nó sẽ tăng cái dòng máu đến, và cái lượng oxy nhận được nó sẽ vượt qua cái nhu cầu chuyển hóa thông thường, và khi đó chúng ta sẽ có thể ghi nhận được những cái tín hiệu, những cái thay đổi vượt mức đó, và chúng ta dựng lên trên bản đồ giải phẫu, và chúng ta biết được là cái khu vực mà chúng ta đang nhận được cái tín hiệu nó bị kích thích như vậy là nó chi phối cái hoạt động chức năng mà chúng ta đang quan tâm. Đây là ví dụ một cái trường hợp mà chúng ta dựng bản đồ chức năng. Thế thì mục đích là để phát hiện cái mối liên hệ không gian giữa vùng tổn thương với cái vùng vỏ não mà chi phối chức năng cụ thể. Thứ hai là người ta có thể tư vấn hoặc là đánh giá các cái nguy cơ tổn thương sau khi thủ thuật. Ví dụ chúng ta loại bỏ khối u thì nó sẽ có thể ảnh hưởng đến những cái vùng chức năng gì ở xung quanh của nhu mô não. Và qua đó là người ta cũng có thể hướng dẫn các cái phẫu thuật hoặc là định vị cho sinh thiết để sao cho chúng ta tiến hành các cái thủ thuật này một cách an toàn nhất. Thế đây là ví dụ một cái trường hợp bệnh nhân bị AVM ở bán cầu đại não bên trái. Thế thông thường chúng ta biết là cái bán cầu trái thì thường là sẽ rất là quan trọng, tại vì đa số là chúng ta là thuận tay phải. Thế khi chúng ta có một cái ổ dị dạng AVM ở vùng trước trung tâm như vậy, chúng ta sẽ rất là quan tâm xem liệu là khi mà
chúng ta phẫu thuật loại bỏ cái ổ dị dạng này thì nó có ảnh hưởng gì đến các cái vùng ngôn ngữ hay vận động xung quanh hay không? Thì để mà có những cái tiên lượng tốt nhất thì người ta sẽ phải dựng bản đồ chức năng của não như chúng ta thấy ở đây. Tức là ở đây người ta đánh giá về chức năng về mặt ngôn ngữ. Và khi đánh giá chức năng về mặt ngôn ngữ, tức là khi người ta đưa bệnh nhân vào máy chụp, sau đó hỏi các bệnh nhân các câu hỏi và bệnh nhân trả lời. Thế thì như vậy, cái vùng ở trên vỏ não nó sẽ phát ra cái tăng cái chuyển hóa so với bình thường. Và người ta ghi nhận, dựng lên trên những cái bản đồ này. Và như vậy là qua đánh giá trong trường hợp này thì ta thấy là những cái vùng chi phối ngôn ngữ của bệnh nhân thì nó không có liên quan đến cái ổ dị dạng. Có cái vùng này là gần nhất thôi. Và như vậy là khi chúng ta phẫu thuật, chúng ta có thể tư vấn cho phẫu thuật nên là chú ý là có thể bóc tách xung quanh cái ổ dị dạng này, có thể không quá 1 cm. Một cái trường hợp khác, bệnh nhân nam 9 tuổi bị động kinh, bệnh nhân này rất là trẻ và chụp lên thì cái này gliom, u thần kinh đệm và cái này khả năng là bậc 3. Thế thì khi mà cương mà phù não rộng như này thì khi mà chúng ta phẫu thuật chúng ta loại bỏ thì chúng ta cũng phải cân nhắc là với trường hợp này thì khi chúng ta loại bỏ khối u thì mục đích của chúng ta là bóc tách rộng để tránh tái phát. Thế thì khi chúng ta loại bỏ khối u thì liệu nó có tổn thương đến những cái chức năng khác của bệnh nhân hay không, để chúng ta có cái phương pháp tư vấn và phẫu thuật cho hiệu quả. Thế thì với cái chức năng ngôn ngữ ở trong trường hợp này thì chúng ta thấy là như vậy, là với trường hợp này là cái vùng ngôn ngữ nó nằm ngoài cái vùng của khối u. Tuy nhiên là ở đây thì có cái hình ảnh trên diffusion, tí nữa chúng tôi về cái sợi chụp, tức là có một cái sợi chụp thì nó đi qua vùng của khối u, cho nên là nếu mà chúng ta can thiệp thì chúng ta cũng phải thận trọng. Đây là trường hợp bệnh nhân sau khi đã được bóc tách khối u sau phẫu thuật thì chúng ta thấy là các cái vùng chức năng nó được duy trì rất là tốt, và cái phẫu thuật viên người ta đã bóc tách khối u ra rất là gọn gàng. Một số những cái trường hợp trên thế giới người ta báo cáo những cái case report mà người ta thậm chí nghiên cứu bản đồ chức năng ở những cái trường hợp mà song sinh dính liền. Như chúng ta cũng thấy là ở Việt Nam thì cũng vừa phẫu thuật thành công một cái trường hợp dính liền ở ổ bụng. Thì trong những cái trường hợp phẫu thuật trước phẫu thuật dính liền như vậy, người ta cũng có thể sử dụng cộng từ chức năng. Và trong trường hợp này tất nhiên là trẻ mê. Một cái ứng dụng khác của cái kỹ thuật cộng từ hình ảnh nâng cao đó là dựng bản đồ sợi chụp. Cái này thì trước đây chúng ta thấy nó còn xa lạ, nhưng mà gần đây thì rất là nhiều bệnh viện đã có thể triển khai được rồi. Thì bản chất của cái dựng bản đồ sợi chụp này chính là chúng ta chụp các cái xung khuếch tán. Bình thường chúng ta chụp cái xung diffusion ấy, nó trên khoảng 3 cái mặt phẳng X, Y, Z. Nhưng mà với cái cộng hưởng từ dựng bản đồ sợi chụp thì có nghĩa là chúng ta chụp cái xung khuếch tán ở trên nhiều mặt phẳng, có ít nhất là trên 6 mặt phẳng, và thậm chí là có những nơi là chụp là khoảng từ 40 cho đến 60 mặt phẳng. Và chúng ta dựng và dựa trên những cái hướng khác nhau như vậy thì chúng ta có thể dựng được các cái đường đi của sợi chụp. Ví dụ ở đây là người ta dựng một cái đường đi của bó vỏ tùy, là bó tháp. Và khi người ta dựng được cái bản đồ như vậy, người ta có thể đánh giá là cái đường dẫn truyền myelin từ vỏ não, đường dẫn truyền myelin từ tủy sống về vỏ não và cái đường chi phối vận động từ vỏ não xuống tủy sống nó còn được duy trì tốt hay không, trong các trường hợp có thể là chấn thương, có thể là rối loạn chuyển hóa, hoặc là có đây là cái đặc điểm của cộng hưởng từ sợi chụp. Đấy, thì như lúc nãy cũng đã nói các anh chị là bình thường chúng ta làm cái xung khuếch tán thì chủ yếu là trên 3 mặt phẳng X, Y, Z thôi. Thế còn để mà dựng được cái cộng hưởng từ DTI ấy, thì ít nhất là người ta phải đo trên 6 hướng. Và bây giờ thì thực hành thực tế là người ta có thể phải đo trên khoảng 40 đến 60 hướng khác nhau. Thế đây là cái bản đồ của cộng hưởng từ sợi chụp thì bao gồm rất là nhiều bó, và chúng ta có thể dựng bản đồ mộng dựng trên các mặt phẳng rất là khác nhau. Và ứng dụng chủ yếu là người ta đánh giá trong trường hợp mà có bệnh lý chất trắng, các bệnh lý bẩm sinh, các bệnh lý về rối loạn chuyển hóa. Một số trường hợp người ta cũng muốn đánh giá cái đường đi của sợi chụp trong u não để người ta tiên lượng xem là có xâm lấn vào cái đường dẫn truyền vận động hay không. Hoặc là trong một số các trường hợp mà nhồi máu não thì tổn thương hoại tử cả vùng vỏ não và vùng dưới vỏ. Thì như vậy là cái tổn thương như vậy nó có gây ảnh hưởng đến dẫn truyền hay không để tiên lượng cho bệnh nhân. Một số trong trường hợp ta cũng có thể ứng dụng trong nghiên cứu, trong các trường hợp mà bệnh nhân có bệnh lý về động kinh hoặc tâm thần. Đây là một cái trường hợp bệnh nhân nữ rất là trẻ, 3 tuần tuổi, bị cái bệnh gọi là bệnh siro niệu. Cái bệnh này thì là rối loạn gen trên nhiễm sắc thể. Và trên hình ảnh chụp diffusion khuếch tán thông thường ấy, thì ta thấy có cái hình ảnh hạn chế khuếch tán dọc theo đường đi của chất trắng từ trên vỏ não sống, tức là tổn thương toàn bộ cái vỏ vỏ tùy, cái bó vỏ tùy đấy, đối xứng hai bên. Thực ra khi một cái tổn thương mà đối xứng hai bên như này thì ta sẽ nghĩ đến một cái bệnh lý toàn thân hoặc là bệnh lý chuyển hóa.
Thế thì khi mà chúng ta dựng bản đồ sợi trục thì ta sẽ thấy là cái tổn thương nhiều nhất ở cái vùng thể chai và cái vùng mà cạnh não thất hai bên. Một cái trường hợp khác, bệnh nhân có một cái u rất lớn, khả năng trường hợp này là một cái u màng não. Thế thì trước khi phẫu thuật người ta cũng muốn đánh giá là cái vị trí khối u thì ở vị trí của hồi trước trung tâm, bởi vì chúng ta biết là chúng ta nhìn trên cái ảnh T1 đây thì ta thấy cái vị trí của rãnh trung tâm đây chính là cái hình omega ngược, thì cái khối u này nó nằm ở hồi trước trung tâm, và hồi trước trung tâm là có thể ảnh hưởng đến cái bó vò tủy mà chi phối vận động của chân. Người ta cũng cổ của sợi trục lên và người ta tiên lượng xem là cái khối u này nó có xâm lấn vào cái bó vò tủy hay không, và khi phẫu thuật thì giới hạn nào là an toàn. Trong một số trường hợp u não thì cộng từ sợi trục nhằm mục đích trục mối liên quan giữa khối u và bản đồ, và sau đó là định hướng phẫu thuật như là tôi đã. Thế trong đột quỵ thì cộng từ sợi trục cũng có những vai trò nhất định và có thể giúp phát hiện sự gián đoạn các đường dẫn truyền trắng trong đột quỵ não, và tiên lượng tất nhiên là bệnh nhân sẽ tốt hơn khi mà các đường dẫn truyền này ít bị gián đoạn khi mà cái chất trắng đấy nó bị hoại tử. Thế đây là một cái trường hợp bệnh nhân mà nam 40 tuổi, bệnh nhân này xuất hiện yếu đường người phải. Thế thì chụp lên chúng ta thấy là một cái tổn thương chảy máu tương đối lớn ở vị trí nhân bèo bên trái. Đấy, thế thì người ta sẽ quan tâm là cái tổn thương chảy máu này nó có ảnh hưởng vào cái bó vỏ tủy hay không. Thế thì người ta sẽ dựng cái bản đồ cộng từ sợi trục. Và như trong trường hợp này ta thấy là cái bó vỏ tủy bên trái vẫn còn nguyên vẹn. Và như vậy tiên lượng bệnh nhân này bị ảnh hưởng đến vận động nó sẽ tiên lượng tốt hơn so với cái trường hợp mà tổn thương chảy máu hoặc là nhồi máu có lan vào cái đường dẫn truyền vận động. Một cái ứng dụng thứ ba nữa chúng ta cũng hay sử dụng đó là cộng hưởng từ phổ, hay còn gọi là MRI spectral đấy. Thế thì thật ra những cái kỹ thuật mà tôi vừa trình bày thì nó có thể ứng dụng trên các máy cộng hưởng từ 1.5 Tesla rồi. Từ 1.5 Tesla là chúng ta đã có thể ứng dụng rồi, chỉ điều là chúng ta phải có cái application thôi. Thế còn máy 3 Tesla thì tất nhiên chúng ta sẽ làm được, và cái độ phân giải không gian cũng như là cái chất lượng hình ảnh nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Thế thì cộng từ phổ nhằm mục đích là gì? Mục đích là đánh giá cái chuyển hóa ở bên trong của một cái vùng tổn thương mà chúng ta nghi ngờ. Ví dụ chúng ta nghi ngờ là viêm hoặc là u não, hoặc là u não bậc thấp, u não bậc cao, thì người ta sẽ đánh giá cái chuyển hóa bên trong cái vùng tổn thương này, và dựa vào chuyển hóa cái nội tại của trong cái vùng tổn thương đó thì người ta biết được đây là tổn thương thiếu máu, tổn thương u hay là tổn thương viêm hoặc là thoái hóa. Thế thì các cái máy mà hiện đại thì người ta có cộng từ phổ gọi là đa điểm, tức là trên cái vùng này người ta chia thành rất nhiều ô nhỏ, và chúng ta kích vào một cái ô nào đấy là chúng ta sẽ có luôn cái giá trị về các cái chất chuyển hóa cơ bản ở trong các cái ô đó. Thế có những cái cộng từ mà máy đời thấp hơn thì chúng ta chỉ có đơn điểm thôi, và khi mà chúng ta làm đơn điểm thì cái thể tích của cái ô nó rất là lớn và chúng ta dễ có những sai số. Thế thì đây là các cái sản phẩm chuyển hóa thông thường trên cộng từ phổ mà chúng ta quan tâm, và tăng hay giảm thì chúng ta sẽ so sánh dựa trên tỷ lệ của các chất với nhau, cũng như là so sánh dựa trên một cái chất ở bên tổn thương so với một cái vùng tương ứng ở bên đối diện. Thì đây là các cái chất cơ bản, mà trong đó u não thì chúng ta hay quan tâm nhất chính là colin và NAA. Thế còn cái lactate và lipid thì chúng ta quan tâm trong trường hợp mà tổn thương có hoại tử. Thế thông thường thì ở cái vị trí mà đỉnh 1.3 này thì cái đỉnh lactate và lipid nó hay trùng nhau, cho nên thường chúng ta muốn tách hai cái đỉnh lactate và lipid ra thì chúng ta sẽ ở cái TE144 thì là cái đỉnh lactate nó sẽ quay xuống dưới và đỉnh lipid quay lên trên, thì hai cái đỉnh này nó sẽ không bị trùng nhau nữa và chúng ta sẽ đánh giá được. Thế thì trên cộng từ phổ thì người ta sẽ góp phần phân biệt các cái tổn thương u, nhất là những cái u gliom bậc thấp không đặc hiệu với các tổn thương mà không phải u, ví dụ như là viêm hoặc thoái hóa, dự đoán một phần các cái bậc của khối u. Ví dụ các u não bậc cao thì thường có chuyển hóa yếm khí và hoại tử, và trong các trường hợp đấy thì ta sẽ thấy các cái đỉnh lactate và lipid tăng. Thế còn u với các cái tổn thương không phải u thì ta vẫn hay dựa trên cái chỉ số cơ bản nhất là tỷ lệ colin trên NAA. Đấy, một cái nữa áp dụng đó là khi mà phân biệt những cái trường hợp u sau điều trị, bệnh nhân có thể là xạ trị, có thể phẫu thuật. Thế bây giờ một cái tổn thương mà sau điều trị mà ngấm thuốc thì ta cũng không biết là nó là phản ứng viêm, phản ứng tăng sinh mô đệm hay cái tổ chức u tái phát, thì lúc đấy thì ta có thể sử dụng cộng hưởng từ phổ. Ví dụ đây là một cái trường hợp bệnh nhân nam 64 tuổi. Bệnh nhân này có một cái tiền cử một cái ung thư của thanh quản. Thế bây giờ bệnh nhân khởi phát rất giống một cái đột. Tại vì sao? Tại vì có một cái tổn thương ở vị trí nhân bèo bên phải.
Đấy. Thế tất nhiên là chúng ta có thể sử dụng diffusion để chúng ta dự đoán xem là ví dụ nếu mà hạn chế khuếch tán thì cái tổn thương này có thể là thiếu máu não. Thế thì trên cái cổng từ cổ ấy, thì ta thấy ở đây là có cái đỉnh lactat. Đỉnh lactat thì thông thường thì nó không cho phép ta phân biệt u với nhồi máu, tại vì lactat là biểu hiện của. Khi có cái đỉnh lactat ở đây thì ta biết là trong tổn thương này có hoại tử. Thế thì ở đây nó có thể là một cái hoại tử trong cái tổn thương di căn, hoặc là cũng có thể là một cái đột quỵ nhồi máu não. Thế thì bây giờ để biết được là u hay là thiếu máu não thì người ta phải dựa trên colin và NAA. Thế sơ bộ ở đây ta thấy cái đỉnh colin nó có xu hướng tăng, thì khả năng đây là một cái tổn thương di căn. Đấy, và để mà đánh giá một cách chính xác nữa thì ta phải so sánh với bên lành. Và ngoài ra ta có thể sử dụng thêm cả cái tưới máu não, là người ta đánh giá cái mức độ tương quan của thể tích tưới máu não. Thì nếu mà trong đột quỵ thì RCBV sẽ giảm, thế còn trong u thì rõ ràng tăng tưới máu thì RCBV sẽ tăng lên. Một số trường hợp thì người ta cũng có thể dự đoán các cái bậc của u thần kinh đệm dựa trên cộng từ phổ. Thế ví dụ những cái trường hợp mà u thần kinh đệm bậc cao thì thường chúng ta thấy là có đỉnh lipid tăng cao, ở trong thì ta thấy tương ứng với nó là cái vùng có hoại tử. Thế thì dựa trên cụm từ phổ thì ta vẫn biết trước đây u não, đặc biệt là u não sau điều trị thì luôn là một thách thức trong chẩn đoán, và ta luôn băn khoăn là sau khi điều trị thì liệu cái khối u đấy nó có ổn định không hay là nó đang tái phát. Thế thì khi mà chúng ta chụp lên thì bao giờ cũng đã tiêm thuốc, và khi mà chúng ta thấy một cái tổn thương ngấm thuốc thì đầu tiên là nó cho ta biết vị trí điều trị. Nhưng mà bên cạnh đó thì cái chuyện có ngấm thuốc hay không thì chúng ta phải đánh giá rất là thận trọng. Tại vì một số tổn thương mô u thì không ngấm thuốc. Trong khi đó một số trường hợp khác, tổn thương tăng sinh mô đệm hoặc phù não ở xung quanh, thoát mạch thì lại có xu hướng ngấm thuốc. Cho nên nếu chỉ dựa vào ngấm thuốc để trả lời là tổn thương đấy có phải u tái phát hay không thì rất là khó. Và đôi khi cái tổn thương ngấm thuốc nó rất là nhỏ, cho nên là nó không đặc hiệu và chúng ta rất khó đánh giá. Thế đây là một cái trường hợp bệnh nhân nữ 63 tuổi, chẩn đoán là GBM. Và bệnh nhân này đã được phẫu thuật cắt u và xạ trị. Thế sau khi chụp lại ta thấy có một cái vùng tổn thương phù não tương ứng với vị trí phẫu thuật. Cái màng não xung quanh thì nó cũng dày. Và bên trong cái vùng phù não đấy thì có một cái vùng tăng ngấm thuốc. Đấy. Thế thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi là trường hợp này là u tái phát hay không? Thực ra trong đầu chúng ta thì chắc sẽ nghĩ đến đầu tiên là u tái phát. Nhưng nó cũng là có thể là những cái tổn thương mà sau xạ trị thì nó cũng gây viêm sơ hóa và tăng ngấm thuốc. Thế thì người ta có thể kết hợp với cộng từ phổ một cách rất là đơn giản thì ta thấy là có đỉnh colin tăng cao, và như vậy chúng ta có thể khẳng định chắc chắn trong trường hợp này là có tế bào u và kết luận là một cái trường hợp tái phát để chúng ta tiếp tục tiến hành cái phác đồ điều trị cho bệnh nhân. Một cái trường hợp khác trên cộng từ thường quy thì ta thấy là bệnh nhân sau khi mổ thì nghi ngờ là có di căn, và sau đó người ta đã gamma 9 rồi. Tổn thương sau 1 năm thì rất là nhỏ, tuy nhiên sau 2 năm thì có xu hướng tăng kích thước, và người ta nghi ngờ ở đây là một cái tổn thương tái phát. Và trên cộng từ phổ thì ta thấy làm sao? Ta thấy đầu tiên là có cái đỉnh lipid và lactat tăng, tiếp theo là colin tăng, và trên cái PET thì ta thấy là cái hấp thu phóng xạ nó giảm. Và như vậy trong trường hợp này nó là một cái hoại tử do xạ trị. Xin lỗi các anh chị, là ở đây thì cái colin nó không tăng, mà ở đây cái đỉnh lactat tăng. Lactat tăng tức là biểu hiện là có một sự hoại tử. Thế còn ở đây là cái colin, tỷ lệ colin trên NA nó không tăng. Chính vì vậy trường hợp này là một cái hoại tử do xạ trị, chứ không phải là một cái u tái phát. Một cái ứng dụng nữa đó là cộng từ tưới máu. Thì thật ra cái này thì chắc là ở các bệnh viện, ví dụ như bệnh viện Phú Thọ hoặc là bệnh viện quốc tế Hải Phòng thì các anh chị cũng rất là quen thuộc rồi. Tại vì cái kỹ thuật này chúng ta triển khai tương đối là nhiều, không chỉ cắt lớp vi tính tưới máu mà còn cộng từ tưới máu. Thì bản chất của cộng từ tưới máu có tiêm thuốc này là họ dựa trên cái sung T2 sao, và sau đó người ta tiêm thuốc và chụp liên tục để đánh giá cái mức độ tưới máu ở trong các cái tổn thương mà thiếu máu do đột quỵ, nhất là cái trường hợp mà đột quỵ không rõ thời điểm khởi phát hoặc là đột quỵ thức giấc. Thế thì người ta có thể dựng bản đồ để người ta biết được là cái lõi hoại tử là bao nhiêu và cái vùng nguy cơ là bao nhiêu, và người ta quyết định là bệnh nhân tắc mạch có chỉ định điều trị hay không. Thế thì cộng từ tưới máu trong đột quỵ ta gặp rất là nhiều, nhưng mà ứng dụng trong u não thì không nhiều, ở một số bệnh viện thôi. Và cái cộng từ tưới máu trong u não này thì người ta cũng vẫn còn
còn rất là nhiều báo cáo và đưa ra các cái thông số khác nhau. Và thông thường một cái để người ta dựa vào đó là chính là cái chỉ số tương quan của cái lưu lượng tới máu não RCBV. Và người ta thấy rằng là các u bậc cao thường là có RCBV cao và các u bậc thấp thì thường là có RCBV thấp. Đây là một cái trường hợp mà người ta có thể hướng đến, là một cái trường hợp mà người ta đã nghi ngờ u rồi. Tất nhiên là để nghi ngờ u thì ngoài dựa vào RCBV, chúng ta có thể dựa vào cộng từ phổ trước, sau đó chúng ta làm tới máu não. Và cái trường hợp này thì cái RCBV không quá cao, cho nên người ta hướng đến một cái glioma bậc thấp. Đây là một trường hợp mà độ 2, anaplastic. Hoặc một số trường hợp trên một cái tổn thương mà u tương đối là rõ ràng, thì người ta sẽ hướng đến các vị trí mà có RCBV cao, tức là nơi đó tập trung nhiều tế bào u hơn. Và người ta sẽ định vị là người ta sẽ sinh thiết vào cái vùng mà có chỉ số RCBV tăng cao. Thì như vậy là cái kết quả sinh thiết của chúng ta nó sẽ tốt hơn. Một số trường hợp cũng có thể dựng bản đồ để đánh giá sau phẫu thuật. Cũng như là lúc nãy là trao đổi với anh chị về cộng từ phổ ấy, thì cái cộng từ tới máu não này cũng có thể góp phần để định hướng một cái tổn thương sau phẫu thuật là u hay là hoại tử. Và một số nghiên cứu thì thậm chí người ta còn kết hợp cả cộng từ phổ, cả cộng từ tới máu. Đấy, chúng ta thấy là ở các bệnh viện mà chuyên về phẫu thuật thần kinh ý, thì người ta sẽ rất là quan tâm đến vấn đề này để đánh giá các cái trường hợp mà u sau phẫu thuật sọ não là tái phát hay là tổn thương hoại tử do xạ trị. Thế thì cái vấn đề này thì nó rất là sâu. Chắc là chúng ta sẽ cần một cái bài khác mà nói riêng về cái chủ đề này thì mới có thể đi hết được. Như vậy thì qua các cái kỹ thuật mà đã giới thiệu cho các anh chị thì chúng ta có một số kỹ thuật, ví dụ như đầu tiên là cộng từ chức năng này, tiếp theo là cộng từ khuếch tán sợi trục này, tiếp theo là cộng từ phổ và cộng từ tới máu. Đấy là tuy là những kỹ thuật chuyên sâu nhưng mà hiện tại tôi nghĩ rằng là nó là rất phổ biến ở các bệnh viện ở các thành phố lớn rồi, tại vì cơ sở các anh chị được trang bị những cái máy móc gần đây rất là hiện đại rồi, nên là về cơ bản là chúng ta có thể triển khai được. Và các kỹ thuật này thì có thể làm tốt trên máy 1.5 Tesla và làm tốt hơn nữa trên máy 3 Tesla. Thế thì hy vọng là các anh chị có thể triển khai được. Cái phần thứ hai thì tôi sẽ nói về những cái cập nhật trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý đột quỵ não. Thế thì cái vấn đề đầu tiên là chúng ta sẽ đi về cái bệnh thiếu máu não. Thì thiếu máu não thì luôn luôn là một trong những cái chủ đề hot nhất hiện nay. Tại vì chúng ta biết là khi mà đời sống kinh tế xã hội tăng lên và người dân có xu hướng thay đổi lối sống, thì các cái bệnh lý về ung thư và chuyển hóa cũng tăng cao và dẫn đến cái tỷ lệ đột quỵ cũng rất là cao. Trong đó những cái đột quỵ cấp mà do tắc mạch lớn, trước đây chúng ta vẫn gọi là trong vòng 6 tiếng đầu ấy, thì chúng ta phải điều trị rất là khẩn trương. Và cái vai trò chẩn đoán thì chúng ta có thể sử dụng cắt lớp vi tính hay cộng từ, nhưng mà thế giới thì người ta vẫn khuyến cáo là sử dụng cắt lớp vi tính, do là cái tính phổ biến cũng như là dễ sử dụng của cái công cụ này ở tất cả các cái bệnh viện, và cái người dân người ta có thể tiếp cận với công cụ này rất là sớm. Điều trị thì hiện tại có một số những cái thay đổi mà chúng ta sẽ chia sẻ sau, nhưng cơ bản thì vẫn là sử dụng lấy huyết khối bằng dụng cụ kết hợp với thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch nếu bệnh nhân đến trong vòng 4,5 giờ đầu. Thế thì đây là các cái công cụ chẩn đoán trên cắt lớp vi tính và cộng từ. Thế thì với đây là cái protocol mà chúng tôi áp dụng ở bệnh viện Bạch Mai. Thế khi một cái bệnh nhân mà vào viện thì thông thường chúng tôi sẽ ưu tiên chụp cắt lớp vi tính. Và cắt lớp vi tính đầu tiên là cắt lớp vi tính không tiêm, sau đó là cắt lớp vi tính mạch máu não. Và nếu có tắc mạch lớn mà điểm aspect trong cái khoảng là trên 6 thì chúng tôi sẽ tiến hành can thiệp luôn. Thế còn trong trường hợp mà bệnh nhân mà bây giờ chúng ta biết là các nghiên cứu đã mở rộng cửa sổ đột quỵ từ 12 đến 24 tiếng, từ 6 đến 24 tiếng rồi. Cho nên là nếu những cái bệnh nhân mà đến muộn hoặc là đột quỵ không rõ thời gian khởi phát thì chúng tôi sẽ tiến hành các cái kỹ thuật tới máu não. Như vậy là nói với anh chị là cộng từ tới máu não chẳng hạn thì chúng ta ứng dụng trong đột quỵ và trong cả u não nữa. Thế thì người ta dựng bản đồ tới máu lên và người ta có thể quyết định được là bệnh nhân đấy còn chỉ định điều trị hay không. Vì trước đây chúng ta quan điểm là trong 6 tiếng là nhu mô não còn sống và ngoài 6 tiếng thì nhu mô não đã chết. Nhưng mà thực tế nghiên cứu thì sẽ thấy là sẽ có những cá nhân mà người ta cái tuần hoàn bằng hệ người ta rất là tốt và người ta cái nhu mô não có thể sống được ngoài 6 tiếng. Thế thì cái mục đích của chụp tưới máu não cả trên cắt lớp vi tính và cộng từ này là để xác định được những cái bệnh nhân mà còn có khả năng điều trị thì chúng tôi sẽ tiến hành điều trị. Thế thì đây là cắt lớp vi tính không tiêm, thì cái này thì sẽ nói rất là nhanh tại vì đa phần các anh chị cũng đã biết rồi. Thế thì cắt lớp vi tính không tiêm thì người ta khuyến cáo là chụp cho tất cả các bệnh nhân mà nghi ngờ đột quỵ. Mục đích là gì? Đầu tiên là loại trừ chảy máu. Đây là mục đích tối quan trọng. Và tại vì trong những cái trường hợp mà bệnh nhân đến rất là sớm, ví dụ khoảng 1-2 tiếng đầu chẳng hạn,
Thế thì đa phần chúng ta sẽ không thấy cái thay đổi trên nhu mô não. Cho nên mục đích là loại trừ chảy máu. Và khi đã loại trừ chảy máu mà bệnh nhân lại có cái biểu hiện về mặt lâm sàng thì chắc chắn nó phải là thiếu máu. Và khi thiếu máu như vậy thì ta có thể dùng được thuốc tiêu sợi huyết. Đấy. Thế còn nếu mà chảy máu thì rõ ràng ta không dùng được tiêu sợi huyết và ta phải hướng đến các nguyên nhân khác. Thế thì cái mục đích thứ hai mới là xác định các tổn thương nhồi máu. Thì cái mục đích thứ hai này áp dụng cho các cái chuyên gia về chẩn đoán hình ảnh về đột quỵ não. Tại vì chúng ta cũng biết là đôi khi những cái tổn thương bệnh nhân đến sớm ta quan sát rất là khó trong trường hợp này. Thế nếu như mà các bạn nhìn bằng mắt thường thì có thể các bạn sẽ không thấy tổn thương giảm tỉ trọng ở vùng nhân bèo. Nhưng mà nếu mà chúng ta có một cái tip, tức là chúng ta sẽ thay đổi cái độ tương phản của cửa sổ và chúng ta sẽ thấy được tổn thương rõ hơn trong trường hợp này. Thì những cái tổn thương mà càng không rõ thì tức là cơ hội cho bệnh nhân càng lớn. Ngoài ra có một dấu hiệu khác, đó là dấu hiệu tăng động, tức là biểu hiện của một cục huyết khối đang nằm ở trong lòng mạch. Dấu hiệu này chỉ có ý nghĩa khi nó xuất hiện ở một bên, tại vì nó có thể bị ảnh hưởng bởi vôi hóa hoặc là độ tăng của cái hematocrit, nên các anh chị hết sức là lưu ý. Trên cái các lớp vi tính không tiêm thì người ta có một cái thang điểm rất quan trọng, đó là thang điểm aspect. Thang điểm aspect này bản chất ra đời là để cho các lớp vi tính, tại bản thân hai cái chữ cuối của nó chính là CT scanner. Đó. Thế thì cái thang điểm aspect này chia cái vùng cấp máu của động mạch não giữa ra làm 10 vùng và mỗi vùng ta cho một điểm. Cứ một vùng giảm tỉ trọng thì ta lại giảm điểm của vùng đó đi. Và như vậy là ta sẽ biết được là có chỉ định điều trị được hay không. Và với cái bệnh nhân mà aspect lớn hơn hoặc bằng 6 thì người ta cho rằng là còn chỉ định điều trị, còn chỉ định tái thông. Thế những bệnh nhân mà dưới 6 thì phần lớn là cái nhu mô nó đã hoại tử rồi. Và khi hoại tử như vậy thì nếu mà ta tái tưới máu trở lại thì vô tình cái chuyện mà tăng áp lực tưới máu não nó sẽ làm tổn thương nhu mô nặng lên và gây ra chảy máu sau nhồi máu. Trường hợp đấy thì cái việc chúng ta tái thông nó không giúp cho bệnh nhân tốt lên mà thậm chí còn làm tăng tỷ lệ tử vong của bệnh nhân. Thế đây là cái bản đồ aspect mà chúng ta đã rất là quen thuộc nếu mà các anh chị đọc theo vùng cấp máu của động mạch não giữa rồi. Người ta chia là 10 vùng, trong đó có 6 vùng vỏ não, 2 vùng nhân nền, đó là đầu nhân đuôi nhân bèo, và một vùng bao trong và thủy đảo. Đấy là tổng cộng 10 vùng. Và các nghiên cứu trên thế giới phần lớn đều cho rằng nếu bệnh nhân aspect lớn hơn bằng 6 điểm thì khả năng phục hồi lâm sàng sẽ tốt nếu chúng ta điều trị tái thông. Ngược lại với thang điểm aspect là áp dụng cho vòng tuần hoàn trước thì người ta có cái thang điểm gọi là PC aspect, tức là posterior circulation, tức là áp dụng cái thang điểm aspect này cho vòng tuần hoàn sau thì nó hơi khác một chút, tức là hai bán cầu tiểu não là mỗi bên 1 điểm, cầu não và cuống não mỗi vùng là 2 điểm, tại vì nó rất là quan trọng. Hai vùng đồi thị và hai vùng thùy chẩm mỗi vùng 1 điểm nữa thì tổng là 10 điểm. Tuy nhiên điểm khác đó là cái vòng tuần hoàn phía sau này. Trong các nghiên cứu người ta cho thấy là cái tỷ lệ tử vong khi bệnh nhân tắc cái vòng tuần hoàn phía sau, đặc biệt là động mạch thân nền ấy, tỷ lệ tử vong lên đến 60-70%, tức là rất là nặng. Hơn nữa tại vì cái vòng tuần hoàn phía sau này bảng hệ rất là kém. Chúng ta biết là ở phía trước thì ta tắc một bên thì ta còn bảng hệ qua thông trước thông sau. Thế còn phía sau này đa phần là nó tự lực, cho nên là khi mà nó tắc thì tiên lượng rất là nặng. Thứ hai nữa là cái mạch ở vòng tuần hoàn phía sau này nó rất là ngoằn ngoèo và sơ vữa, cho nên là tiếp cận và lấy huyết khối thì tiên lượng nó cũng dè dặt hơn so với tuần hoàn phía trước. Cái động mạch thân nền thường khẩu kính nó chỉ khoảng 3 ly thôi. So với động mạch cảnh thì khẩu kính nó dao động đoạn nội sọ từ 3 cho đến 7 ly. Cho nên là cái tiên lượng cái vòng phía sau thì nó kém hơn. Và thường cái tổn thương PC aspect người ta chỉ can thiệp khi bệnh nhân có PC aspect từ 8 điểm trở lên. Đấy, chứ không phải 6 điểm như vòng tuần phía trước nữa. Ngoài ra các anh chị cũng lưu ý là với vòng tuần phía sau người ta đặc biệt quan trọng cái vùng gọi là cầu não. Khi một bệnh nhân mà vào viện mà 8 điểm nhưng mà đã tổn thương toàn bộ cầu não thì tiên lượng cũng rất dè dặt. Tại vì đây gần như là trung khu điều khiển của cả não bộ rồi. Nếu mà tổn thương mà đã giảm tỉ trọng hết cả cầu não thì chúng ta cũng sẽ nên cân nhắc là có nên tái thông hay không. Tại vì trường hợp này có tái thông mà cầu não mà mất thì gần như là bệnh nhân cũng sẽ sống thực vật. Thế thì có một cái mà người ta cũng tranh cãi, đó là cái điểm aspect ấy. Tức là ví dụ ở trong trường hợp này, ở đây tôi ghi aspect 7 điểm. Đấy. Nhưng mà đấy là mắt nhìn của tôi. Tức là cái điểm aspect nó mang màu sắc chủ quan. Tức là nó không phải là một cái gì đấy khách quan. Đấy, ví dụ mình chấm 7 điểm. Một người khác chấm lại cho rằng là vùng này có thể hơi giảm tỉ trọng. Tôi chỉ chấm cái này 6 điểm thôi. Một số người khác lại cho rằng 5 điểm. Thế thì như vậy là làm cách nào để thống nhất? Đầu tiên là chúng ta phải được đào tạo, phải có chứng chỉ về chấm cái điểm aspect này. Cũng giống như các anh chị lâm sàng chấm điểm NIS vậy thôi. Cái thứ hai nữa là gì? Cái thứ hai nữa là trên thế giới người ta đang cố gắng nghiên cứu bằng cách là sử dụng máy
tức là cái điểm aspect này sẽ có những phần mềm chấm, người ta gọi là e-aspect, tức là khi đấy là máy chấm thì thường là sẽ không sai, tại vì máy nó sẽ đo tỉ trọng tất cả các vùng và nó sẽ biết chính xác vùng nào giảm tỉ trọng, và như vậy điểm aspect nó sẽ mang tính chất gọi là khách quan hơn. Đấy, các chuyên gia trên thế giới người ta vẫn hay nói đùa là cái điểm aspect này thì trước và sau khi bạn uống một cốc cà phê thì nó sẽ thay đổi, cho nên là dựa vào cái điểm aspect để chỉ ra rằng là có nên can thiệp hay không thì nó cũng đang là một câu hỏi. Một điểm nữa đó là người ta nhận thấy là có những cái bệnh nhân mặc dù thấp, tức là dưới 6, tức là chúng tôi đang nói đến aspect trên 6 mà điều trị thì là phần lớn trong các nghiên cứu thôi, có những bệnh nhân aspect dưới 6 điều trị xong vẫn tốt. Tại vì sao? Tại vì người ta đưa ra cái giả thuyết là liên quan đến vùng chức năng. Tức là ví dụ ở đây trong một nghiên cứu năm 2018 người ta chỉ ra rằng là những cái vùng chức năng ở bán cầu bên phải, ví dụ như vùng M6, M4 và bên trái như là M6, M5 và M3 thì quan trọng hơn các vùng còn lại. Tức là nếu các vùng còn lại bị tổn thương làm cho aspect dưới 6 mà các cái vùng chức năng này chưa bị tổn thương thì tiên lượng của bệnh nhân vẫn tốt. Đấy, thế nên đây cũng là một cái mà chúng ta phải cân nhắc. Tức là khi mà chúng ta đi sâu về cái vấn đề can thiệp đột quỵ não thì chúng ta phải biết cái đó, thì chúng ta sẽ giải thích được là sao có bệnh nhân vào rất sớm nhưng mà điều trị tái thông tốt vẫn cứ kém, mà có những bệnh nhân vào rất muộn điều nhưng mà lâm sàng lại rất là tốt. Cái thứ hai sau khi mà chúng ta chụp cắt lớp vi tính không tiêm đó là chúng ta phải chụp cắt lớp vi tính mạch máu não. Thì cái mạch máu não này thì rất là quan trọng rồi, cái này thì đòi hỏi là các anh chị phải có máy cắt lớp vi tính đa dãy, thì đây cũng là một cái ứng dụng của cắt lớp vi tính đa dãy. Đấy, và cái này thì rất là phổ biến. Và với các lớp vi tính mạch máu não thì ta có thể nhìn được chính xác vị trí tắc. Ví dụ trong trường hợp này là tắc của động mạch cảnh trong. Đấy. Một cái nữa là người ta có thể cho điểm về cái độ dài của mạch tắc. Cái này thì là những cái mà kiến thức bổ sung thôi. Thì ví dụ bình thường là người ta cho 10 điểm đối với, tức là ví dụ các anh chị chụp lên, nếu mà thuốc cản quang nó đi đến đây thì được 1 điểm, đi đến đây được 2 điểm, nếu hiện cả não trước là 4 điểm. Hiện đến các đoạn này tức là hiện càng nhiều thì được càng nhiều điểm, và hiện càng ít, ví dụ tắc cảnh trong thì được 1 điểm, thì tất nhiên là tiên lượng sẽ rất là nặng. Một cái kỹ thuật nữa ứng dụng đó là cắt lớp vi tính nhiều pha. Những cái kỹ thuật này thì rất là đơn giản, và chắc là nếu mà các bệnh viện nào chuyên về đột quỵ, ví dụ như bệnh viện Hải Phòng hay bệnh viện Phú Thọ, thì các anh chị nắm rất là rõ những kỹ thuật này rồi, nên tôi nói rất là nhanh thôi. Cắt lớp vi tính nhiều pha tức là gì? Tức là mục đích người ta đánh giá tuần hoàn bằng hệ của não. Tại vì nếu mà chúng ta chỉ chụp một pha ở thì động mạch thì lúc đấy mạch tắc thì cái vùng ở phía sau chỗ tắc mạch ấy, thì có thể là cái bàng hệ nó chưa kịp lan vào nên chúng ta nghĩ là cái vùng tổn thương này nó rất là kém. Thế thì trên thế giới người ta nghiên cứu cái này khoảng 5 năm rồi, và người thay vì người ta chỉ chụp một pha thì người ta chụp thêm 2 pha nữa, thậm chí một số trung tâm chúng tôi chụp 4 pha rồi thêm một cái thì rất là muộn nữa để đánh giá bàng hệ của bệnh nhân. Cái protocol chụp thì rất là đơn giản, sau khi chụp cắt lớp vi tính có tiêm từ dưới quai động mạch chủ lên hết vòm sọ thì ta cho cái bàn lại quay xuống chụp từ dưới nền sọ lên đến vòm sọ thêm 2 hoặc 3 lần nữa, không cần tiêm thuốc, để ta đánh giá bảng hệ. Và đây là cái điểm mà người ta sẽ dựa trên đó người ta cho cái điểm bảng hệ. Ví dụ pha 1 là thì động mạch. Đấy, cùng một bệnh nhân ta thấy có bệnh nhân này rất là kém này, tức là pha 1 là cái vùng thiếu máu nó đen xì, tức là hoàn toàn không có mạch vào. Nhưng bệnh nhân này thì pha 1 của cái bên bệnh gần như là tương đương với bên lành, tức là bảng hệ rất tốt. Thế tất nhiên là những cái bệnh nhân mà có bảng hệ tốt thì làm sao? Thì khi tắc mạch nó vẫn được bù trừ, và như vậy những cái bệnh nhân này sức chịu đựng của người ta có thể lên đến quá 6 tiếng, thậm chí là 24 giờ. Nên tại sao người ta phải làm tưới máu để người ta đánh giá thêm. Thế khi mà chúng ta không có tưới máu, ta có thể dựa vào bảng hệ để người ta lý giải và tiên lượng trong các trường hợp nào là ta tái thông thì nó sẽ tốt. Thế thì đây là mã hóa điểm. Cái này các anh chị có thể đọc trong slide. Đấy, thế thường những cái bệnh nhân mà 4 hay 5 điểm thì tiên lượng tốt, bệnh nhân có thể đến muộn, chúng ta vẫn có thể làm. Đấy, một cái trường hợp bệnh nhân nam 75 tuổi, ở đây ta thấy có dấu hiệu tăng đậm của động mạch não giữa. Đấy, bệnh nhân vào thì điểm nít rất là cao và tắc của động mạch não giữa. Cái bàng hệ ở pha 1 thì nó không được tốt lắm, nhưng mà ta thấy là sang pha 2 và pha 3 thì gần như là tương đương so với bên lành. Và cái này chúng tôi chấm khoảng 3 đến 4 điểm. Thì bệnh nhân này sau đấy được tái thông lấy huyết khối và mức độ TC3, động mạch não được tái thông rất là tốt. Thì sau đấy bệnh nhân chụp lại, mặc dù tổn thương cũng tương đối, nhưng mà cái điểm phục hồi của bệnh nhân rất là tốt. Còn một lý do nữa là bệnh nhân này thuận tay phải cho nên tổn thương ở bán cầu phải nó sẽ nhẹ nhàng hơn so với bán cầu trái. Một cái ứng dụng nữa, hai cái ứng dụng nữa mà gần đây chúng tôi áp dụng ở Bạch Mai trong cái đột quỵ não đó là chụp cắt lớp vi tính đa dãy trong dự báo chảy máu. Dự báo chảy máu tức là gì? Khi mà chúng ta tái thông một mạch não,
chúng ta sợ nhất là hiện tượng gọi là tái tơi máu, hyperperfusion. Thế thì với cái hiện tượng này thì nó có thể gây tổn thương các tế bào não đã hoại tử và làm vỡ các tế bào đó và gây chảy máu trên nền nhồi máu. Và khi mà bệnh nhân bị nhồi máu mà lại thêm chảy máu thì không khác gì là chịu một lúc hai cú đấm và cái nguy cơ tử vong sẽ cao hơn. Cho nên đối với các bác sĩ can thiệp thần kinh khi mà tái thông thì sợ nhất là chảy máu. Thế thì với cái ứng dụng đầu tiên đó là sử dụng là cắt lớp vi tính, tưới máu não. Thì người ta trên thế giới thì người ta sử dụng để đo cái chỉ số gọi là Cartrang. Cartrang này là thời gian máu di chuyển từ mao mạch ra khoảng gian bào. Thời gian này càng ngắn tức là máu di chuyển càng nhanh, tức là nguy cơ chảy máu càng cao. Thế còn ở trên đây là cái tính Cartrang ở trên thế giới. Các anh chị có thể đọc thêm. Thế còn ở tại Bạch Mai thì chúng tôi sử dụng cái phần mềm của tưới máu não, tức là tính cái chỉ số gọi là FEP, tức là Flow Extraction Production, tức là sản phẩm thấm qua ngoài mạch máu. Tức là thay vì đo cái thời gian chuyển dịch ra ngoài thì ta đo luôn cái sản phẩm ở đấy. Thì cái này thì nó set up sẵn trên phần mềm rồi. Các anh chị có thể liên hệ với cả các cái hãng máy để có được những cái application. Chụp cái này thì rất là đơn giản. Và sau khi chụp tưới máu não thì chúng tôi sẽ chụp luôn thì muộn trong 2 phút để đo cái chỉ số FEP này. Và mỗi một cái máy thì nó sẽ có một cái cut off khác nhau. Ví dụ trên cái máy Siemens chúng tôi đang dùng 128 dãy thì cái ngưỡng cut off chúng tôi đưa ra sau khoảng 100 bệnh nhân đó là 1.4. Ví dụ ở đây ta sẽ thấy một cái trường hợp bệnh nhân tắc của động mạch não giữa bên phải. Khi mà chúng tôi đo cái chỉ số FEP ở bên trái là 0.91 thì ở bên phải là 1.5. Thì như vậy chúng tôi tiên lượng là ca này dễ chảy máu. Và trường hợp này sau khi tái thông thì bệnh nhân có chảy máu thật. Đó. Thế nên cái đấy cũng là một cái tiên lượng để chúng ta quyết định em là có can thiệp hay không. Và khi có can thiệp thì chúng ta cũng có cách để chúng ta giải thích cho bệnh nhân, cho người nhà bệnh nhân. Đấy, một cái trường hợp khác, cái FEP cũng là 1.4 nhưng mà cái chảy máu nó rất là khủng khiếp. Cái này thì gần như là PI và tiên lượng này rất là nặng và phải mở sọ. Thì đây là những cái ứng dụng mà nó rất là sâu. Tuy sâu nhưng mà lại tiến hành nó không quá khó. Các anh chị có thể triển khai. Một trường hợp khác thì tắc ở đoạn xa cho nên là các anh chị có thể thấy cho nên là cái bàng hệ nó rất là tốt. Cho nên cái nhu mô não nó hoại tử không quá nhiều. Cho nên cái tính thấm, cái sản phẩm thấm nó không quá cao, nó chỉ có 1.03 thôi. Và cái hình ảnh cộng từ sau tái thông rất là tốt. Thế thì cái ngưỡng chúng tôi đưa ra trong nghiên cứu của chúng tôi là 1.4. Và các anh chị lưu ý là mỗi một máy khi set up thì nó giữa các hãng khác nhau thì cái thông số nó sẽ khác nhau. Chính vì vậy nên cái này các anh chị phải tiến hành ở trên máy của mình và đưa ra cái khuyến cáo riêng, chứ không dựa trên cái ngưỡng của chúng tôi được. Trừ phi các anh chị sử dụng cùng một loại máy, cùng một cấu hình. Một cái ứng dụng nữa đó là chụp cắt lớp vi tính hai mức năng lượng. Cũng là một cái để đánh giá nguy cơ chảy máu. Thế thì cái này nó rất là đơn giản. Tức là sau khi chúng ta can thiệp cho bệnh nhân thì chúng ta đưa bệnh nhân sang chụp hai mức năng lượng luôn. Trình chụp thì không có gì phức tạp cả, chỉ là chụp một cái sọ thường theo hai mức năng lượng. Thì đòi hỏi là cái máy của anh chị phải có hai bóng ở hai mức năng lượng khác nhau. Thế sau khi chụp thì chúng ta thu được cái ảnh như này, tức là có tăng tỷ trọng. Thế tăng tỷ trọng này nó sẽ có hai giả thuyết. Một là chảy máu, để ta biết là chảy máu chắc chắn là tăng tỷ trọng rồi. Thứ hai là gì? Ngay sau khi chúng ta can thiệp thì nó có tổn thương hàng rào máu não do tổn thương thiếu máu, thì cái thuốc cản quang mà chúng ta dùng trong can thiệp ấy, nó sẽ thấm qua. Đấy, cho nên là khi mà chúng ta chụp ngay sau khi can thiệp ấy, chúng ta sẽ không biết là nó là chảy máu hay nó là thấm của thuốc cản quang. Thế thì với các cái trường hợp này thì nếu mà trên máy mà một mức năng lượng thì không đánh giá được. Nhưng trên máy hai mức năng lượng nó có thể tái tạo cho chúng ta hai bản đồ. Một bản đồ đó chính là bản đồ giống như một cái cắt lớp vi tính thông thường. Và một bản đồ là bản đồ của iốt. Thế nếu mà cái tăng tỷ trọng này mà chúng ta không thấy trên cái cắt lớp vi tính thông thường, tức là nó không phải chảy máu. Và bằng chứng là nó tăng trên bản đồ iốt, tức là đây là sản phẩm của sự thoát iốt ra ngoài sau khi chúng ta can thiệp, chứ chưa phải chảy máu thật sự. Tuy nhiên cái này ngày hôm sau nó có thể chảy máu, có thể không. Đấy, và trong trường hợp này là không có chảy máu, để các anh chị biết. Thế một ngược lại một cái trường hợp khác cũng tăng tỷ trọng, nhưng mà trên cái bản đồ cắt lớp thông thường thì chúng ta thấy làm sao? Nó đã tăng tỷ trọng rồi. Như vậy trường hợp này không cần phải suy nghĩ tạo biết là gì. Chắc chắn là có chảy máu, nó không thể khác được. Hiện tại ở Bạch Mai thì nghiên cứu trên khoảng 50 bệnh nhân và cái ngưỡng chúng tôi đưa ra khi mà đo nồng độ iốt tại vị trí tăng tỷ trọng ấy cũng là 1.4 mg/1 ml là tiên lượng có nguy cơ chảy máu. Đến cái vấn đề tiếp theo đó là cắt lớp vi tính. Thì tức là lúc này chúng ta đã đi qua cắt lớp vi tính không tiêm này, cắt lớp vi tính mạch máu não này,
trong mạch máu não thì chúng ta có chụp nhiều pha này. Thế tiếp theo là đến cắt lơ vi tính tưới máu não. Thì cái này thì cũng quá quen thuộc rồi. Nguyên lý nó cũng giống cổng từ tưới máu não thôi. Mục đích là gì? Trong một cái vùng tổn thương theo vùng cấp máu của động mạch thì có một cái vùng đã chết và có một cái vùng gọi là vùng nguy cơ. Tức là vùng đấy thì đang sống nhưng nếu mà chúng ta không tái thông mạch thì nó sẽ chết. Vùng nguy cơ mà càng rộng thì chúng ta càng cần phải can thiệp. Thế còn vùng nguy cơ mà càng nhỏ thì chúng ta không nên can thiệp. Tại vì nguy cơ mà nhỏ tức là vùng lõi nó rộng rồi. Mà đã rộng rồi thì chúng ta can thiệp thì chúng ta dễ gây chảy máu. Thì đây là cái sinh lý bệnh của một cái bản đồ tưới máu não của động mạch não giữa. Thì vùng màu đen là cái vùng lõi đã chết. Thế còn vùng màu vàng phía bên ngoài là vùng thiếu máu. Thế ví dụ như trong trường hợp này thì ta nên can thiệp. Tại vì cái vùng chúng ta có thể cứu được nó rất là lớn. Đây là một cái trường hợp mà chúng tôi chụp lên. Thì cái vùng màu vàng là vùng nguy cơ. Vùng màu đỏ là cái vùng thiếu vùng lõi. Thì đây chúng tôi đo vùng lõi là 54ml, còn vùng màu vàng là 116. Thì theo khuyến cáo thì trường hợp này là có chỉ định can thiệp nội mạch. Thế ngược lại một bệnh nhân khác thì chúng ta thấy là trên cái bản đồ này làm sao? Chỉ toàn là màu đỏ, tức là nhu mô não gần như là đã chết toàn bộ. Thật ra cái này là làm trong nghiên cứu, chứ còn nếu các anh chị mà với cái trường hợp này thì thường là cái cắt lớp vi tính không tiêm nó đã rất là đen rồi. Và điểm aspect trường hợp này chắc chỉ khoảng 2-3 điểm. Đấy, và bằng chứng chúng ta đo infarct lên là cái lõi nhồi máu nó đạt 145ml, tức là rất là rộng. Và trường hợp này chúng ta không nên tái tưới máu. Tái tưới máu chắc chắn là bệnh nhân sẽ chảy máu. Và vừa tốn kém cho bệnh nhân mà chúng ta không thu được hiệu quả gì. Và cũng như là cái dự báo chảy máu ấy, thì cái mà tưới máu não này nó có thể sai số theo từng máy chụp, từng hãng máy khác nhau. Thế ví dụ ở đây là ta thấy là trên Perfusion nó có những sai số nhất định. Và trong một số các nghiên cứu khi mà so sánh giữa các phần mềm, giữa các hãng với nhau thì người ta thấy là cái độ chính xác nó cũng khác nhau. Và như anh chị đã biết là cái mà chuẩn mực nhất hiện nay mà người ta dùng ấy, nó là phần mềm Rapid. Đấy, là cái phần mềm rất là nổi tiếng trên thế giới sau cái nghiên cứu Dole ấy. Và cho đến hiện tại thì các cái kết quả mà tưới máu não ấy, chỉ được công nhận là chính xác nếu sử dụng phần mềm Rapid. Đấy, và phần mềm Rapid thì thông thường các cơ sở chúng ta phải mua. Giá chắc nó cỡ khoảng 300 triệu một năm. Đấy, thì chúng ta có thể xử lý cho các cái bệnh nhân. Thế còn với những cái phần mềm khác thì nó mang tính chất là demo và chúng ta tham khảo và chúng ta quyết định dựa trên kinh nghiệm cũng như lâm sàng của chúng ta. Thế còn theo guideline thế giới là chúng ta phải sử dụng cái phần mềm Rapid này thì độ chính xác mới là cao nhất. Thế đây là một cái hình ảnh minh họa trên cái phần mềm Rapid. Và Rapid thì nó sẽ tính cái vùng nguy cơ dựa trên cái chỉ số Tmax và vùng lõi dựa trên chỉ số là RCBF dưới 30%. Thế thì song song với các lớp vi tính, một số các cái cơ sở mà có điều kiện chúng ta có thể sử dụng cộng từ. Tất nhiên chúng tôi cũng khuyến cáo ở đây là các anh chị không cần thiết phải sử dụng cộng từ. Nhưng một số nơi các anh chị có thể sử dụng thì các anh chị cũng có thể dùng. Thì cái protocol dùng là T2 sao, diffusion, flare, TOF và perfusion. Cái này thì nó cũng giống như cắt lớp thôi. T2 sao để loại trừ chảy máu, diffusion xác định lõi nhồi máu, flare xác định tổn thương nhu mô, TOF để đánh giá cái vị trí tắc của động mạch. Và perfusion thì không khác gì đối với cắt lớp vi tính tưới máu cả. Đấy chị, cái thang điểm aspect cũng được áp dụng ở trên cộng từ. Nhưng các anh chị cũng lưu ý là thang điểm aspect sinh ra là để áp dụng cho cắt lớp vi tính. Áp dụng cho cộng từ chỉ mang mục đích gọi là tương đối và lượng giá. Tại vì chúng ta biết rằng trên cộng từ với xung khuếch tán diffusion chúng ta nhìn các tổn thương rất là rõ. Và thường điểm aspect nếu mà chúng ta áp dụng trên cộng từ thì nó sẽ thấp hơn so với trên CT. Tại vì CT chúng ta nhìn không rõ, chúng ta có thể cho cái này 6 điểm. Nhưng cộng từ ta nhìn rõ quá, ta cho 5 điểm. Đấy, cái đấy cũng là cái mà chúng ta phải cân nhắc khi mà ta áp dụng vào cộng từ. Thế một cái ứng dụng trong thiếu máu não cấp, đó là với những cái trường hợp mà các anh chị không có cái xung tưới máu não, thì chúng ta có thể dùng cái vùng mismatch giữa bản đồ diffusion và flare. Một tổn thương nếu đã hạn chế khuếch tán trên diffusion mà chưa tăng trên flare, thì người ta cho rằng là cái thời gian khởi phục của nó vẫn trong vòng 4 tiếng rưỡi. Và một số trung tâm đột quỵ vẫn có thể sử dụng thuốc tiêu sợi huyết trong trường hợp này. Thế còn nếu đã tăng trên diffusion và tăng trên flare thì khuyến cáo là các anh chị không nên dùng thuốc tiêu sợi huyết. Đây là cái cộng hưởng từ tưới máu thì lúc nãy đã nói với các anh chị ở phần trước rồi. Ngoài ứng dụng trên u não thì người ta ứng dụng trong thiếu máu não rất là nhiều. Ở đây một cái trường hợp ở bệnh viện Bạch Mai, tắc động mạch cảnh trong bên trái và cái bản đồ từ vùng nguy cơ rất là rộng. Và sau đấy chúng tôi tái thông xong thì nó trở lại bình thường. Chúng ta thấy là cả hai bên đều xanh và tổn thương rất là nhỏ. Trường hợp này bệnh nhân phục hồi rất là tốt. Một cái kỹ thuật khác đó là cộng hưởng từ tưới máu mà không sử dụng
tiêm thuốc không sử dụng tiêm thuốc đối quang tử, chúng ta gọi là kỹ thuật đánh dấu động mạch đấy, arterial spin labeling ấy. Với kỹ thuật này thì người ta cũng đang nghiên cứu từ 2015. Tuy nhiên tại Bạch Mai thì chúng tôi cũng có thể tiến hành được, nhưng mà hiện tại chúng tôi chưa ứng dụng rộng rãi. Tại vì một số những cái nghiên cứu người ta cho thấy là cái kỹ thuật ASL này nó đem lại cái lõi nhồi máu có vẻ rộng hơn so với các kỹ thuật khác. Thế thì một cái thay đổi trong điều trị của cái thiếu máu não chính là từ cái nghiên cứu Don và Diffuse 3 năm 2018 giúp rộng cửa sổ điều trị. Trong đó nghiên cứu Don mở rộng cửa sổ điều trị từ 6 đến 24 tiếng nếu bệnh nhân thỏa mãn đầy đủ các tiêu chuẩn sau đây. Đó. Như vậy chúng ta đòi hỏi là với cái Don này thì chúng ta phải có cái perfusion. Và với cái Diffuse 3 cũng vậy, thì nó mở rộng lên 16 tiếng. Thì các anh chị có thể ứng dụng theo Don hoặc theo Diffuse 3, thì tùy theo cơ sở các anh chị. Và đòi hỏi là chúng ta phải có phần mềm Rapid thì là độ chính xác mới cao nhất. Tại vì trong nghiên cứu Don là người ta bắt buộc sử dụng phần mềm Rapid. Protocol điều trị trong 6 giờ đầu cho đến hiện tại thế giới vẫn đang công nhận là nếu mà bệnh nhân đến trong vòng 4,5 giờ đầu thì chúng ta sẽ sử dụng thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch, tại vì nó nhanh và dễ tiếp cận. Sau đó chúng ta sẽ lấy huyết khối cơ học. Nếu bệnh nhân đến trong khoảng từ 4,5 đến 6 giờ đầu thì chúng ta sẽ chỉ lấy huyết khối cơ học thôi. Hoặc bệnh nhân đến trong vòng từ 0 đến 6 giờ đầu nhưng có chống chỉ định với thuốc tiêu sợi huyết thì chúng ta cũng chỉ dùng lấy huyết khối cơ học đơn thuần. Và chúng ta cũng đừng lo ngại nếu mà chúng ta không có những công cụ hiện đại, tại vì trong vòng 6 giờ đầu thì trên 85% bệnh nhân đến viện là sẽ có vùng nguy cơ, cho nên chúng ta có thể yên tâm. Đấy. Ngoài ra thì hiện tại tại Bạch Mai và một số các cái nước ở vùng châu Á Thái Bình Dương như là Úc thì chúng tôi đang tiến hành cái nghiên cứu Direct Safe với mục đích là so sánh lấy huyết khối cơ học đơn thuần với điều trị tiêu sợi huyết kết hợp lấy huyết khối cơ học trong vòng 4,5 giờ đầu, xem là cái chuyện mà chúng ta dùng thuốc tiêu sợi huyết nó thực sự tốt hay là nó có thể gây tăng chi phí và tăng thời gian cho bệnh nhân. Đấy, nghiên cứu này tức là so sánh hai nhóm, một nhóm là chỉ lấy huyết khối và một nhóm là kết hợp hai cái phương pháp này như chúng ta vẫn đang làm. Và đây là một cái nghiên cứu mà nếu thành công thì sẽ đưa ra một cái bước thay đổi rất là lớn trong cái protocol điều trị của chúng ta trong tương lai. Thế thì trước đây thì chúng ta khi mà chúng ta điều trị thì chúng ta quan tâm đến cửa sổ thời gian, là chúng ta có mốc 6 tiếng. Trước 6 tiếng thì làm, sau 6 tiếng thì chúng ta dừng. Nhưng mà ngày nay khi mà chúng ta làm sâu thì chúng ta thấy không phải thế, mà chúng ta không đưa ra cửa sổ thời gian nữa. Thời gian gần như là có thể bất kỳ thời điểm nào cho đến tận 24 tiếng. Và chúng ta đưa ra là gì? Cửa sổ nhu mô. Tức là chúng ta quan tâm xem là nhu mô đấy còn sống hay đã chết. Đấy mới là điều quan trọng. Chứ còn thời gian thì là một yếu tố cấp thiết, nhưng nó không đóng vai trò là số 1 như quan điểm trước đây của chúng ta nữa. Và nếu chúng ta có những công cụ đủ mạnh, chúng ta đánh giá được cái tình trạng nhu mô, thì chúng ta sẽ trả lời câu hỏi được là bệnh nhân đấy có nên điều trị hay không. Một số khó khăn khi mà chúng ta lựa chọn bệnh nhân. Thứ nhất là điểm aspect thấp. Ví dụ aspect dưới 6 có làm hay không? Tại vì thế giới đã chứng minh aspect dưới 6 cũng có những bệnh nhân tốt. Điểm NIS thấp có làm hay không? Điểm NIS dưới 5 tức là thiếu hụt thần kinh không quá nhiều, bệnh nhân vào viện chỉ méo miệng chẳng hạn, nhưng vẫn có tắc mạch lớn thì có làm hay không? Tuổi cao trên 90 thì có làm hay không? Thì đấy là những cái mà người ta vẫn đưa ra câu hỏi. Và đa phần trong các trường hợp này thì nếu mà tuyển chọn bệnh nhân tốt, người ta vẫn thấy có những lợi ích khi mà làm trên cái nhóm này. Chốt lại, để khi mà chúng ta muốn đánh giá một bệnh nhân, chúng ta muốn có một kết quả tốt, chúng ta nhớ là kết quả tốt thì chúng ta phải có một cái tỷ lệ nghịch, tức là cái lõi nhồi máu phải thấp. Thứ hai nữa là gì? Cái vùng chức năng, tức là tổn thương không được xâm phạm quá nhiều vùng chức năng thì kết quả của anh chị sẽ tốt. Và tuổi bệnh nhân, tất nhiên nếu bệnh nhân càng trẻ, kết quả sẽ càng tốt. Đấy là về phần thiếu máu não, và tôi sẽ đi nốt cái phần cuối cùng rất là nhanh, tức là về chẩn đoán và điều trị chảy máu não. Thật ra về cái phần chảy máu não này, nếu mà nói về chẩn đoán thì chúng ta sẽ không có quá nhiều việc phải bàn, tại vì với cắt lớp vi tính thì cái ưu thế trong chảy máu là rất rõ ràng, và với cắt lớp vi tính đa dãy thì cái chuyện mà chúng ta xác định được các cái nguyên nhân chảy máu nó ngày càng tốt hơn nữa rồi. Cũng như phình động mạch não, ta chụp động mạch não là ta thấy. Thứ hai nữa là AVM cũng rất là dễ đánh giá, mặc dù là có những AVM rất là nhỏ. Và một cái bệnh lý mà chúng ta ngày nay chúng ta cũng gặp tương đối nhiều, tức là dò động mạch tĩnh mạch màng cứng. Ở Việt Nam thì so với nước ngoài thì hay gặp nhất là dò động tĩnh mạch màng cứng ở xoang hang. Và bệnh nhân đến thì không có dấu hiệu gì ngoài cái dấu hiệu giống như một cái FCC, tức là bệnh nhân có đỏ mắt, có ù tai, có lồi mắt nữa. Nhưng mà các triệu chứng này diễn biến rất là từ từ và thường là không sau chấn thương, và hay gặp ở bệnh nhân mà tuổi trung niên. Những cái này chúng ta rất hay phải để ý.
Và cái dấu hiệu gợi ý tức là hình ảnh xoang tĩnh mạch ngấm thuốc ngay ở thì động mạch. Đấy, thì chúng ta lưu ý. Thế thì tôi sẽ đi qua một số những cái nhóm nhỏ. Đầu tiên là phình động mạch não. Thì đây là cái protocol mà chúng tôi vẫn hay áp dụng. Cái này thì chắc là rất là phổ biến ở các cơ sở của anh chị rồi. Thế thì với các cái máy chụp MSCT hiện tại thì người ta có thể dựng những cái hình và lên cái chiến lược điều trị rất là tốt cho các cái trường hợp phình động mạch não. Và chúng ta thấy cái hình DSA và hình MSCT nó có cái sự khác biệt không quá lớn. Và trong điều trị phình mạch não thì đây là các cái công cụ mà chúng ta rất là quen thuộc, ví dụ là coils, ví dụ như là dụng cụ chặn dòng chảy hay là stent. Thế thì đây là một cái trường hợp bệnh nhân mà chúng ta thấy là có đa phình mạch não. Tại vì một số trường hợp phình mạch não ta thấy là nó cũng có liên quan đến yếu tố di truyền và gia đình. Thế thì trường hợp này chúng tôi phải thả rất là nhiều coils. Và phình ở cả hai bên. Nên một số trường hợp khó hơn thì ta phải sử dụng kết hợp cả bóng chẹn cổ. Nên ngày nay thì có những cái trường hợp mà phình lớn hoặc đa phình mạch não thì người ta dùng cái dụng cụ gọi là stent đổi hướng dòng chảy. Cái này thì các anh chị chắc là cũng đã biết. Với mục đích là bình thường cái dòng chảy của bệnh nhân, cái dòng chảy lưu thông trong mạch máu não thì nó sẽ có những cái dòng mà nó chảy vào bên trong túi phình và qua đó gây vỡ túi phình. Thế thì với cái stent chuyển dòng này thì người ta sẽ định hướng cái dòng chảy là thay vì chảy sang phía túi phình nhiều thì định hướng là cái áp lực chính là để chảy thẳng. Và như vậy là cái túi phình này nó sẽ tắc từ từ theo thời gian. Gần đây thì chúng tôi có triển khai một cái dụng cụ mới, đó là dụng cụ WEF hay còn gọi là Flow Disruption, tức là một cái dụng cụ chặn dòng chảy. Với những cái túi phình mà cổ rất là rộng, đặc biệt ở vùng hố sau như túi phình đỉnh thân nền ở trường hợp này, nếu mà thả coi thì rất là khó giữ cái búi coi ở trong này, tại vì cổ rất là rộng. Thế thì thay vì việc chúng ta phải lên bóng ở cả hai động mạch não sau, thì chúng ta có thể lên một cái dụng cụ gọi là WEF để thả vào bên trong túi phình. Đấy, nó có hình cầu như này. Đấy, các anh chị thấy là sau khi thả cái dụng cụ WEF thì chúng ta có thể giải quyết túi phình trong một thì. Chúng ta tránh được những cái tai biến. Tất nhiên là cái WEF này thì nó rất là đắt. Đắt gần bằng một cái stent chuyển dòng. Đấy, giá hiện tại Việt Nam là khoảng 300 triệu. Và khi mà can thiệp bằng cái dụng cụ này thì bệnh nhân cũng phải uống chống đông trước khoảng 5 ngày. Phần thứ hai là về các cái dị dạng động tĩnh mạch AVM. Thì chúng ta biết là cái dị dạng động tĩnh mạch này thì chúng ta định nghĩa của nó là bao gồm 3 phần. A là động mạch nuôi, V là tĩnh mạch dẫn lưu và M tức là cái nidus, tức là cái ổ dị dạng. Đó. Và khi mà chúng ta can thiệp thì chúng ta phải cố gắng can thiệp nút tắc cả 3 phần này. Tuy nhiên cái chuyện mà chẩn đoán AVM thì trên MSCT nó không còn là cái vấn đề khó khăn nữa, kể cả với cộng hưởng từ. Nhưng mà về cái việc mà điều trị AVM ấy lại là một cái câu hỏi rất là lớn, đặc biệt là chúng ta biết là sau cái nghiên cứu Aruba ấy, tại vì họ thấy là với các AVM chưa vỡ, nếu mà chúng ta can thiệp thì cái tỷ lệ động kinh của bệnh nhân sau khi can thiệp thì vẫn không thay đổi so với không điều trị. Cho nên đây là một cái nghiên cứu mà đưa ra rất là nhiều tranh cãi. Và hiện tại cái chuyện quyết định là với cái AVM chưa vỡ chúng ta có nên can thiệp hay không thì chúng ta cần phải hết sức là cân nhắc. Và cái AVM ấy, theo chúng tôi đánh giá ấy, vẫn là một trong những cái bệnh lý mà khó can thiệp nhất, khó tiên lượng nhất cho đến thời điểm hiện tại trong can thiệp thần kinh. Thế thì lựa chọn điều trị thì tất nhiên là chúng ta có nút mạch, có vi phẫu, có xạ phẫu và kết hợp. Thế thì cái biện pháp hiệu quả nhất chắc chắn là kết hợp. Và chúng ta phải phối hợp đa chuyên ngành để đánh giá tổn thương và xử lý một cách phù hợp nhất. Thì chúng ta nếu mà chỉ làm một trong ba phương pháp này thì thường là bệnh nhân sẽ không được lợi. Thế với can thiệp nút mạch thì có rất là nhiều dụng cụ và với cái sự tiến bộ của các cái ống thông có đầu đứt thì ngày nay thì người ta ứng dụng các cái loại keo ví dụ như là Onyx Squid Fill thì nút rất là tốt. Ngày xưa chúng ta nút tắc cuống thôi, ngày nay chúng ta nút được nhiều dị dạng. Và với can thiệp nút mạch thì người ta có thể là chỉ đơn thuần là gây tắc những cái túi phình, hoặc tại vì chúng ta biết là trong AVM thì có hiện tượng cướp máu và gây nên những cái bất thường dòng chảy, cho nên nó rất hay hình thành những cái giả phình trên cuống nuôi. Và khi vỡ những cái giả phình này thì bệnh nhân sẽ bị chảy máu. Cho nên lựa chọn đầu tiên là chúng ta có thể gây tắc đơn thuần cái giả phình trong trường hợp mà AVM quá lớn. Một số trường hợp AVM nhỏ, Spengler mắc tanh độ 1-2, ta có thể điều trị triệt căn. Một số trường hợp ta kết hợp với tiền phẫu, Spengler mắc tanh độ 3-4 chẳng hạn, thì ta có thể nút trước những cái cuống mạch sâu và sau đó phẫu thuật sẽ xử lý những vùng ngoại vi. Ở đây thì tôi minh họa một cái ca trường hợp bệnh nhân được nút ở vùng hố sau tương đối là thành công trong cái trường hợp mà AVM đã vỡ thì bơm qua đường động mạch. Chúng ta thấy là kết quả cuối cùng rất là tốt, toàn bộ ổ dị dạng đã được điều trị bằng Onyx. Trường hợp thừa, đây là một cái trường hợp khác mà chúng tôi điều trị cho một bệnh nhân nhi khoảng 6 tuổi.
thì bệnh nhân này có ổ AVM ở vùng nhân nền tương đối là sâu, thì chúng ta thấy là sau khi bơm qua cuống động mạch não giữa thì cái ổ AVM được gây tắc khoảng 90%. Nó còn một cái phần nhỏ rất là dừa, có cái phần rất là nhỏ ở bờ dưới và cấp máu bởi các cái nhánh động mạch bèo vân từ động mạch não giữa. Cái này nếu mà tiếp cận qua đường động mạch thì rất là khó. Và chúng tôi quyết định là dừng lại. Và sau đó sau 1 năm kiểm tra lại thì thấy cái phần dị dạng này nó vẫn còn và trẻ có xu hướng đau đầu. Nên chúng tôi quyết định là can thiệp nút AVM qua đường tĩnh mạch. Đấy, ở đây các anh chị thấy là đặt cái ống thông xong rồi đi qua đường tĩnh mạch. Sau đó bơm tại vị trí tĩnh mạch vào ổ dị dạng. Thì kết quả cuối cùng rất là tốt. Tuy nhiên theo các nghiên cứu trên thế giới thì nếu mà nút qua đường tĩnh mạch thì luôn luôn không phải là một cái lựa chọn đầu tiên, mà chúng ta phải hết sức là cân nhắc và thận trọng, tại vì nút qua đường tĩnh mạch nguy hiểm hơn rất nhiều. Nếu chúng ta làm không chuẩn xác mà chúng ta gây tắc tĩnh mạch trước khi chúng ta gây tắc dị dạng và động mạch, thì tất nhiên là khi một cái tổn thương mà nó chưa máu mà nó mất cái đường dẫn lưu ra mà tắc trước thì chắc chắn là tổn thương sẽ vỡ luôn trong lúc can thiệp. Nên cái đấy là cái mà chúng ta phải thận trọng. Cho nên với những cái trường hợp mà AVM vỡ thì chúng tôi ở đây vẫn là tiến hành can thiệp cấp cứu có trì hoãn. Tức là chúng ta sẽ, bệnh nhân được chuyển đến và chúng ta sẽ ưu tiên can thiệp. Nhưng mà chúng ta phải can thiệp những cái vị trí mà nguy cơ gây chảy máu, ví dụ như là phình hoặc là giả phình mạch. Sau đó với những cái AVM lớn thì ta sẽ kết hợp với phẫu thuật để giải quyết. Cái nhóm thứ ba, chúng ta sẽ tiếp tục cái nhóm thứ ba, đó là dò động tĩnh mạch màng cứng. Cái này ở nước ngoài thì người ta hay gặp ở vùng xoang ngang, xoang sigma. Nhưng ở Việt Nam chúng ta thì hay gặp ở xoang hang. Cái nguyên nhân cho đến nay thì người ta vẫn chưa đưa ra được một nguyên nhân cụ thể. Nhưng mà chỉ thấy là hay gặp ở người cao tuổi, đặc biệt là giới nữ hoặc là những cái bệnh nhân mà sau đẻ, cũng có thể là sau chấn thương. Nhưng mà không phải là CCF mà là dò các cái nhánh động mạch của cái màng cứng vào trong vị trí của các cái xoang tĩnh mạch. Ở nước ta thì hay gặp nhất là xoang hang và vì thế bệnh nhân biểu hiện đó là một cái đỏ lồi mắt tiến triển. Một số trường hợp dẫn lưu về xoang đá dưới thì sẽ biểu hiện là cái ù tai. Thế thì nó có nhiều típ và theo cái bảng phân loại chuyên sâu của cô nha. Thế thì với các cái trường hợp từ típ 1 hoặc típ 2A thì người ta có thể theo dõi nội khoa là khi mà chưa có dẫn lưu ngược dòng. Thế còn đối với típ từ 2B thì người ta bắt buộc phải điều trị, tại vì khi đã có những dẫn lưu ngược dòng thì nguy cơ vỡ rất là cao. Thế thì đường tiếp cận thì trước đây chúng tôi tiếp cận qua đường động mạch. Tuy nhiên các anh chị cũng thấy là với những cái trường hợp dò động tĩnh mạch màng cứng này có rất là nhiều nhánh nhỏ. Nên là chúng ta không thể đi vào từng cái nhánh nhỏ, mặc dù dụng cụ của chúng ta bây giờ rất là tốt. Thế nên là nếu mà chúng ta bơm tắc từng nhánh thì sẽ gần như là không thể. Tại vì là những cái nhánh màng cứng này rất là nhỏ và rất là nhiều, có thể lên đến hàng chục nhánh. Và khi chúng ta bơm tắc một nhánh thì nó lại hình thành các cái nhánh khác, nó bò vào. Nên là thường người ta sẽ điều trị qua đường tĩnh mạch, tức là người ta tiếp cận và người ta nút tắc cái vị trí ở trên thành xoang, hoặc là nút tắc cái xoang trong trường hợp mà xoang nó không còn hiệu dụng nữa. Ví dụ ở đây là một cái trường hợp nút dò động tĩnh mạch màng cứng xoang hang hai bên. Ở đây ta thấy là chụp động mạch cảnh trong, ta thấy có những cái nhánh rất là nhỏ. Đấy, từ các thân màng não tuyến yên dò vào vị trí của xoang hang bên trái. Chụp từ động mạch cảnh ngoài ta cũng thấy cái hình ảnh dò vào xoang hang bên phải dẫn lưu sang xoang hang bên trái. Chụp ở bên đối diện bên trái ta cũng thấy cái đường dò rất là lớn. Đấy, các anh chị thấy ở đây là những cái đường nó rất là nhỏ và rất là nhiều. Đó chính là những cái động mạch màng cứng và nó chảy vào cái vị trí của xoang hang và sau đó nó dẫn lưu xoang tĩnh mạch đá dưới hai bên. Thế thì với cái trường hợp này thì trước đây chúng tôi có một thời gian là bơm tắc tạm thời các cái cuống động mạch này bằng hạt. Nhưng mà rõ ràng đây không phải là phương án hiệu quả, tại vì chúng ta không thể tắc được những cái cuống nhỏ và nhiều như này. Và gần đây là chúng tôi triển khai qua đường tĩnh mạch thì rất là thành công. Nói là gần đây nhưng mà cũng triển khai được gần 5 năm rồi. Và cái kỹ thuật này thì có thể triển khai được ở các bệnh viện tuyến dưới. Và các anh chị có thể, nếu mà đi học về can thiệp thần kinh, có thể về triển khai rất là tốt. Tức là chúng ta sẽ tiếp cận qua đường tĩnh mạch và mục tiêu là chúng ta đi vào xoang hang. Đó, và chúng ta đi vào cái vị trí điểm dò. Ví dụ ở đây là điểm dò xoang hang bên phải. Trường hợp này là điểm dò xoang hang bên trái. Ở đây chúng tôi có đổi mới là chúng ta sử dụng hai micro catheter một lúc để chúng tôi bít hai cái đường dò cùng một lúc và sau đó thả coi vào xoang hang. Thì đây là cái hình ảnh mà sau khi thả coi. Và cuối cùng chúng ta thấy là bệnh nhân được nút tắc hoàn toàn đường dò. Đấy, thì đây cũng là một cái kỹ thuật mà rất là hiện đại và hy vọng là trong tương lai thì các anh chị có thể triển khai được. Thế nếu mà nói về những cái chẩn đoán trong chảy máu thì nó không có quá nhiều. Không có quá nhiều những cái ứng dụng về mặt chẩn đoán, tại vì chúng ta dựng cái hình của cắt lớp nó đã rất là rõ ràng rồi. Và tóm lại thì các cái kỹ thuật chẩn đoán hiện tại, tại vì cái ngành chẩn đoán hình ảnh là một cái ngành dựa nhiều vào máy móc và các cái công cụ và các cái phần mềm nó phát triển rất là nhanh.
gần đây chúng ta thấy là cái trí tuệ nhân tạo AI cũng đã được ứng dụng rất là rộng rãi rồi. Trong tương lai thì có thể cái mảng chẩn đoán của chúng ta cũng sẽ nhẹ nhàng đi. Đấy, cho nên là, và có rất là nhiều kỹ thuật nâng cao mà như tôi đã giới thiệu với các bạn đồng nghiệp, là ví dụ như các cái cộng hưởng từ phân vùng chức năng này, dựng bản đồ sợi trục này, hay là tưới máu. Và các anh chị lưu ý những cái mà thay đổi trong cái guideline về chẩn đoán, về điều trị đột quỵ, thiếu máu não, cũng như là các cái phương pháp mới, các cái dụng cụ mới được áp dụng trong các cái trường hợp mà điều trị đột quỵ máu não. Xin trân trọng cảm ơn các anh chị đã chú ý theo dõi.